Hello cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Nha Trang Bay. Cô chú anh chị và các bạn, đường cao tốc Nha Trang Cam Lâm là đường cao tốc duy nhất vượt kế hoạch 3 tháng. Mời cô chú anh chị và các bạn dạo trên đường cao tốc Nha Trang Cam Lâm, đường cao tốc vượt kế hoạch trước thời hạn 3 tháng. Duy nhất. Cô chú anh chị và các bạn, cao tốc Nha Trang Cam Lâm được thiết kế và xây dựng vượt tiến độ tới 3 tháng. Tuyến đường cao tốc Nha Trang Cam Lâm là một tuyến đường duy nhất trên tuyến đường cao tốc Bắc Nam xây dựng vượt kế hoạch 3 tháng luôn, cô chú anh chị và các bạn. Trước mặt cô chú anh chị và các bạn là một cái đoạn đường xây dựng cao tốc Nha Trang Cam Lâm, đoạn đường kết nối xì lù đang lưu của đoạn đường, xì tải đổ đất đang kết nối vào tuyến đường cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang Cam Lâm được khởi công và xây dựng vượt tiến độ tới 3 tháng là tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang Cam Lâm, tuyến cao tốc duy nhất được vượt kế hoạch 3 tháng. Khí thế trên công trường làm đường cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang Cam Lâm nên đường cao tốc Cam Lâm Nha Trang, Nha Trang Cam Lâm vượt kế hoạch trước thời hạn tới 3 tháng. Đường cao tốc Nha Trang Cam Lâm là đường cao tốc duy nhất vượt kế hoạch trước 3 tháng luôn, cô chú anh chị và các bạn. Công trình hối hả thi công đường cao tốc Nha Trang Cam Lâm vượt kế hoạch trước thời hạn 3 tháng. Xì cẩu máy trộn bê tông là đứng. Trước mặt của chú chị của bạn là đường cao tốc Nha Trang Cam Lâm, công trình tiến độ vượt ba trước 3 tháng. Cam Lâm Nha Trang, đường cao tốc Bắc Nam Cam Lâm Nha Trang.
trước mặt cô chú anh chị và các bạn là đường cao tốc Nha Trang Cam Lâm, được kế hoạch trước 3 tháng thi công. Trước mặt cô chú anh chị và các bạn là đường cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang Cam Lâm, khởi công và xây dựng vượt tiến độ 3 tháng. Công trình hối hả vượt tiến độ 3 tháng. Cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm Nha Trang. Nha Trang Cam Lâm. Chỉ để lưu thông vượt tiến độ 3 tháng. Xe chạy trên cao tốc Nha Trang Cam Lâm. Xe có cây cầu vượt bắc ngang qua cao tốc Nha Trang Cam Lâm. Cao tốc Nha Trang Cam Lâm khởi công xây dựng hoàn thành vượt tiến độ 3 tháng luôn cô chú anh chị và các bạn. Cao tốc Nha Trang Cam Lâm vượt tiến độ 3 tháng.